em bé. Em bé. Anh nghĩ em bị em. Là bị bé thành gì ạ? Chính xác, nghe này. Em bé. Đấy là bé, còn nói đúng này. Em bé. Con cá. Con cá sấu. Nó không hay bằng là con cá. Con cá, đúng chưa? Nuôi lợn, nuôi nai. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Nai. Đọc lại. Nào là nuôi lợn, nuôi nai. Ôi trời ơi. Nuôi nai chứ không phải nuôi lai. Nuôi nai. Nuôi lai mình có lai à? Nuôi nai. Bạn nói gì vậy? Nuôi nai, hai từ nhẹ bằng nhau là nuôi nai. Nuôi nai. Đúng rồi. To béo. Nào, không phải là to. To là đang bị bẹt đấy. Cái miệng của mình này. To ở phần cuối của phát âm nhá. To nhẹ hai môi ra này. Là nó thành mở ngang rồi. To béo. Hạ dọc khẩu hình này. To. To. Hạ dọc đi, nhìn vào gương kiểm soát khẩu hình của mình. To. To. Đấy, đúng rồi. Chào mừng các bạn đến với bản tin Thế giới thể thao. Chính xác, đúng rồi. Trên On Sports On Football thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Hay quá, bây giờ liền mạch hơn này. 3, 2, 1, lên sóng. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin Thế giới thể thao trên All Football All Sport thuộc hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Hay quá, ok. Khó quá. Khéo ăn khéo nói được lòng thiên hạ. Cái trường hợp mà mình cần phải đưa ra một cái sự phân tích đúng sai nào đấy với cái người mà mình nói chuyện này, với ai đó, thì lúc này mình hãy cố gắng này, đưa cái ưu điểm của họ ra trước. Giống như bài tập về nhà của mọi người đấy, sẽ luôn có ưu điểm trước và nhược điểm sau, đúng không? Với những cái buổi học đầu tiên ấy, với những ai mà chưa nói được giọng bụng thì bao giờ cũng sẽ có thêm một dòng là âm lượng đủ nghe. Và với những ai mà không đạt quá đến mức độ đấy thì dĩ nhiên sẽ bảo mọi người làm lại, nhưng sẽ mừng và sẽ ghi nhận rằng là ít ra là người ta có làm không. Cách mở đầu hiệu quả với mọi bài thuyết trình. Mình sẽ bắt đầu bằng một vài câu hỏi khảo sát. Các bạn hãy giơ ngón tay của mình lên nhé. Hãy bỏ ngón tay xuống nếu các bạn đã từng làm khoảnh khắc nào đấy trên Facebook khi các bạn nhìn thấy hình ảnh của một ngôi nhà rất đẹp. Nó rất đẹp. Thế như thế, khảo sát đấy. Thì dùng không khảo sát đấy. Video đấy. Chúng ta sự ấn tượng. Tôi muốn ví cái việc là chúng ta nghĩ ra những cách mở đầu nó hay, nó ấn tượng. Nó giống như việc mà chúng mình mua được một món quà rất quý giá và mình muốn tạo cái gì cho người nhận nó bất ngờ. MC truyền hình khi nói sẽ kỹ tính như thế nào? Tôi đã thua gần 300 trận. Tôi đã thua gần 300 trận. 300 trận, vẫn bị là 300 trận bằng nhau thay ngang. 300 trận. Không phải là 300 trận. 300 trận. Tôi đã thua gần 300 trận. 300 trận, nghe nó hồi hộp. Tôi đã thua gần 300 trận. Chữ bờ bật mạnh lên. Tôi đã thua gần 300 trận. Tiếp. Chất giọng đầy truyền cảm của MC truyền hình. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm sự của bạn Thảo Anh nhé. Có nhiều lúc là bản thân ta lựa chọn buồn bã và đau khổ, quên đi thế giới này vốn dĩ không có người nào là hoàn hảo, lại khăng khăng để ý đến cách nhìn của người khác đối với mình, để ý bản thân có phải đã làm sai gì rồi không, có thể sẽ khiến người khác không thích mình hay không, thậm chí quên lắng nghe trái tim mình có vui vẻ hay không. Thật ra, mấy người không thích bạn không thực sự làm tổn thương bạn. MC truyền hình chia sẻ tiêu chí nói giọng bụng. Mấy tiêu chí? Hai tiêu chí, đúng rồi. Thứ nhất đó là khẩu hình. Cái gì vậy bạn ơi? Cái gì là cái quan trọng nhất? Hơi thở là quan trọng nhất. Thứ hai là khẩu hình. Nên khi chúng mình nói, chúng mình phải làm và cảm nhận được chắc cái hơi thở của mình khi nói, phải điều tiết và duy trì được nó. Thứ hai đó là với cái khẩu hình của chúng ta phải mở ra cái chúng mình nói để âm thanh nó khuếch đại thoát ra bên ngoài. Đấy là về hơi thở, giọng bụng và khẩu hình nhá. Tầm quan trọng của ngôn ngữ cơ thể mà có thể bạn chưa biết. Nhớ là ngón tay sẽ vuông góc với cái mu bàn tay của mình thế này nhá, với cái lòng bàn tay của mình thế này nhá. Chứ đừng có để cái này nhá. Cao với thấp này trông giống cái gì ạ? Giống con gì? Vịt. Giống con rắn, đúng không? Đúng con rắn như kiểu như này này. Đấy, để tay, nhớ là để thế này. Đấy, vuông góc với lòng bàn tay như này. Rồi tiếp theo, về từ bên này sang bên kia thì nhớ là đấy, để có được điều này thì chúng ta sẽ cần phải làm điều này. Đấy, để có được một giọng nói hay thì chúng ta cần phải thường xuyên luyện tập.
Rồi tiếp theo về khoảng cách xa gần này. Xa, gần, xa, gần. Đúng nhịp nhá. Xa, gần. Trên thực tế trong quá trình mà tôi dẫn, có lúc tôi phải talk với khách mời, và đặc biệt là đang phát sóng trực tiếp. Khách mời họ nó dài quá, thế là đạo diễn họ cứ nhắc trực tiếp là nhanh này, cắt đi, cắt đi MC ơi, cắt đi ngay. Chẳng nhẽ mình lại phải bổ luôn vào câu người ta vừa nói. Vâng, xin được cảm ơn chú, và chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác. Như thế có được không ạ? Không được đúng không? Bởi vì là như vậy là không tôn trọng khách mời, và họ sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Vậy thì trong hoàn cảnh này, chúng ta phải chú ý chọn thời khắc vàng, đó là khoảng 0,5 cho đến 1 giây mà họ dừng lại để ngắt nhìn, hoặc là hoặc là suy nghĩ về cái câu nói tiếp theo. Ngay lúc đấy chúng ta phải quyết đoán đưa ra bình luận của mình một cách chân thành, và sau đó cảm ơn để chuyển sang nội dung khác. Rất là mượt mà đúng không? Và nói khác nhau như thế nào? Nó rất khác nhau đấy, nó khác nhau cả về cảm xúc luôn đấy, nó khác nhau cả về việc tiếp nhận thông tin nữa, tiếp nhận thông tin nó rất khác nhau đấy. Nếu mà cũng là một nội dung đó, nhưng nếu chị nói thì cả nó không được đúng 100% nhé, nó chỉ có thể là 50%, 60% hay là 70% thôi, thì cái cảm xúc và cái cảm nhận của khán giả nó vẫn tuyệt vời hơn rất nhiều so với việc là mình đọc nội dung. Đó, vì vậy tất cả chúng ta không chỉ Hoa đâu, tất cả chúng ta hãy đặt ra một cái mục tiêu là hãy nói nhiều hơn là đọc. Ngay cả tuần nay thôi, bài tập về nhà cũng đang nhìn vào nội dung khá nhiều đấy. Anh biết mà. Bóc trần nghệ thuật thao túng tâm lý bằng lời nói cực đỉnh. Và cả lớp chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực hơn để thay đổi giọng nói của mình, để thuyết trình đỉnh hơn, và trở thành một người tự tin khi điều đó trên đám đông. Đấy không phải một quyền lực, đấy là đang giống đẳng cấp. Bao nhiêu lâu nữa thì bán được 1 tỷ gói mè? Cái sự quyền lực ở đây không phải là không, nó lên là quyền lực. Đôi khi quyền lực ở đây, như anh vừa nói, quyền lực ở đây chính là trong cái phong thái đó, trong cái chất liệu giọng nói, trong cái ánh mắt của họ, trong cái đôi bàn tay, trong cái cơ thể của họ, khi họ thể hiện ra bên ngoài, tất cả tổng hợp lại để hiện được sự quyền lực trong giọng nói, chứ không phải gồng lên. Sử dụng ngôn từ hiệu quả và khéo léo. Không nên đánh giá một ai đấy theo góc độ là phê phán người ta, chỉ trích người ta. Mình chỉ nên đưa ra những cái lời nhận xét, góp ý mà thôi. Đồng thời, nếu mà được thì hãy đưa ra cả cái giải pháp đi kèm. Nếu như mà trong trường hợp là mình muốn đánh giá, phán xét người khác mà mình không có được cái hướng xử lý đi đằng sau đấy á, thì thôi, không comment nữa, không bình luận nữa. Làm thì không được thì làm sao mà mình nói được người khác? Mình phải làm được đã. Mình phải có kinh nghiệm trải qua cái vấn đề đấy, và mình đưa ra cho họ được cái hướng xử lý, thì mình hãng đưa ra phần nhận xét. Còn nếu không thì thôi. Là khi sử dụng tay, chúng ta không ép sát cánh tay vào người như thế này. Bởi vì tại sao ạ? Trông chúng ta sẽ cực kỳ rúng gió và thiếu tự tin. Nên là hãy mở rộng cánh tay ra cho em như thế này, để cái năng lượng trong cơ thể mình giải phóng tốt hơn. Và khi mà chúng ta sử dụng những ngôn ngữ mô tả bằng tay, thì tất cả mọi hành động sẽ linh hoạt hơn và sinh động hơn. Tonic Voice, thanh lịch từ giọng nói. Mình có nói là anh yêu em. Nghe thế thì anh yêu tôi được đúng không? Mình sẽ là anh yêu em đúng không? Anh yêu em đúng không? Đấy. Và bây giờ thử nhé bạn Đức Minh nhé. Sẽ thử quay sang bạn Trang là em có người yêu rồi. Từ. Mà em vẫn hay bảo người yêu là anh yêu em thôi. Thế thì bây giờ phải thử lại với Trang, mình sẽ làm sao để cho cái người bạn gái của mình ấy, nghe từ yêu của mình nghe thấy xúc động, nghe thấy bồi hồi lắm, chứ còn nghe cứ yêu thôi là căng thẳng lắm. Tonic Voice, thanh lịch từ giọng nói.